Shop Pop, ắt ngon giá rẻ quá trời, không mua bỏ phí một thời thanh xuân. Rồi ok, hello các em, và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Minecraft, nhưng mà lần này sẽ là một cái map, là một cái mod vô cùng đặc biệt. Lần này chúng ta sẽ chơi một cái mod hoàn toàn điên rồ, và nó điên rồ như thế nào thì mình sẽ giới thiệu anh em sau đoạn trailer sau đây, để cho anh em thấy được ấy, rằng cái mod này nó không bình thường, nó rất là điên rồ luôn. Tất cả mọi thứ trong đấy, từ cây cỏ, động vật đến cả quái vật, nó không bình thường anh em ạ. Hãy xem nhá. Is this Skyrim? Okay. A skeleton, easy peasy. What? Hey, do you guys know the way out of the desert? Whoa, what the fuck, man? I just asked for directions. Whoa, what the fuck is that? What the fuck are those? What is that? Ooh, look, a cave. Rồi ok, thì để xem cái mod này sẽ có gì điên rồ nhá. Vừa vào là đã thấy có sự điên rồ rồi đấy. Vừa vào là đã thấy có sự điên rồ rồi. Wow, trên kia hình như là một con bướm đúng không? Kiểu như một thiên thần bướm gì đó ạ. Rồi ok, thì đây chính là cái bản mod RL Craft, hay chúng ta có thể gọi là cái map một bản mod điên rồ nhất. Thì nó điên rồ như thế nào thì mình đã giới thiệu cho anh em ngay từ cái trailer đầu của cái bản mod này rồi, thế nên là cũng không có gì lạ lắm đúng không? Wow, nhiều sinh vật lạ lẫm vãi loèn luôn. Thế đây là một trong số những bản mod mà dành cho những ai ưa thích khám phá và ưa thích tìm những cái điều mới lạ anh em ạ. Rồi đi vào nhà để xem có gì không nào. Ui ôi, tối lắm anh em ạ. Sợ lắm, từ đã lên trên đấy. Tại vì cái âm thanh nghe nó rất là ghê, nghe nó bị vọng ấy. Wow, có nhiều đuốc quá trời luôn này. Có đồ này, có quần này. Wow, có rất nhiều quần luôn anh em ơi. Có cả sách and chen luôn này. Đấy, có cả thịt thà, paper, có cả giấy phát tivi này. Có cả kiếm luôn, mình sẽ dùng kiếm đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống nhá, do bản mod này nó hơi nặng, thế nên là máy mình thỉnh thoảng nó bị lag anh em ạ. Anh em có nghe thì cái mềm cái tiếng không? Khiếp vãi. Ui đù, sâu thế. Sâu vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Oh wow. Oh my god. Giống như hầm ngục vậy. Wow shit. Chúng ta sẽ đi bên nào trước đây? Mình đoán là mình sẽ phải đi bên này trước. Để đập được cái này ra thì hên xui lắm anh em ạ. Không biết là mình có đập được bằng tay không hay không đâu. Oh, nghe có tiếng zombie đó. Nói chung trong tập đầu là chúng ta sẽ chỉ đi gọi là khám phá vui nhộn thôi anh em ạ. Rồi, ok. Bỏ qua bên kia nhá, bên kia có zombie sợ lắm. Đây có con gì đó trong này. Ui. Thần lửa anh em ơi. Ui lắm dương lắm. Ui ôi, hai con liền. Mà chúng nó bị kẹt ở trong ấy rồi. Mình có lên này được không? Bình tĩnh anh em ơi. Đây rồi, chúng ta sẽ lấy cái kiếm ngon này hơn. Da, giết, than, đá lấy hết đi. Mấy cái này lấy hết luôn, chúng ta có thể làm cung tên được anh em ơi. Oh my god. Oh, vơ gì đây? Verdance, side, hitter anh em ơi. Oh shit, không đánh được nó anh em ạ. Không phải là chuyện đơn giản đâu, giờ muốn đánh không dễ đâu. Quá cả loèn ạ, trông một con đây trông tởm đấy. Thôi, không động vào nó nữa. Chúng ta chủ yếu là đi khám phá mà đúng không? Quy đụ ngựa tối thế. Cái gì đấy? What the fuck?
Ôi rồi. Ôi rồi, nó chạy được. Ôi rồi, chết anh ơi. Ôi hai con liền. Làm gì nhá? Mày làm gì tao? Sợ vãi cả lèn hai con liền luôn ạ. Trời ơi. Không đánh được nó đâu. Không đánh được nó đâu anh em ạ. Mình sẽ đánh nó bằng cái gậy chọc đít này. Không chém bằng kiếm nữa thì mình chém bằng cái này vậy. Ồ, chém được nè. Ồ. Ồ, tưởng thế nào? Tưởng bạn thế nào? Tưởng bạn thế nào? Tưởng bạn thế nào? Tưởng bạn hổ báo. Tưởng bạn hổ báo. Tưởng bạn hổ báo với ai? Rồi, tưởng bạn hổ báo với ai? Đáng sợ thật sự. Hãy cùng tiếp tục nào. Đấy, mình nghĩ là mình nên cho cái quá là nhiều sách luôn anh em ạ. Nhiều sách lắm, nhưng mà mình nghĩ là mình chả lấy làm gì nhiều đâu. Lấy thêm cái này đi. Khoái khoắn hết rồi. Mình nghĩ mình sẽ đi lên và khám phá những chỗ khác. Chỗ này như thế là đủ. Ui. Mẹ con gì kìa. Ui. Rơi khổng lồ anh em ơi. Nó vừa bị chết rồi. Ui ui. Ui ui. Hút máu tao à? Hút máu tao à? Sweat! Sweat! Chết mẹ rồi! Kẹt! Ôi nói! Con này khủng vãi cả lìn ấy! Đúng là cái map này kiểu như cái mod này nó điên rồ vãi cả trường. Mình bị respawn ra đâu ấy anh em ơi! Ôi con gì kìa! What the hell? Nghe nhìn không? Kia mình đi nhá, thì có cái vết chân gì đó này. Ê, dị. Ôi dồi ôi. Mà hồn ma luôn kìa. Lên đây, lên đây. Lên đây. Anh hổ báo này luôn, hổ báo cá trồn luôn. Hổ báo cá trồn luôn. Sợ phết anh em ạ. Cái mốt này điên lắm. Mốt này điên lắm. Còn tốt nhất là mình cứ đi, đi gần nhau tí. Đi gần gần tí, ở đây nhiều hồn ma vãi cả trưởng luôn này. Đây, chúng ta sẽ đi qua bên này đi. Ở đây có nhiều cái con kia. What? Tự nhiên là chết được thịt đéo đâu. Mà mình chạm vào mấy cái cây là mình cũng chết đấy anh em ạ. Chạm vào mấy cái cây là mình cũng chết đấy. Đây, mình sẽ chạm thử cái này cho anh em xem. Ồ, cái này không chết này. Ngon. Dính máu luôn. Dính máu ăn thề luôn anh em ạ. Đỉnh đấy. Hấp dẫn nha. Bây giờ là nó sẽ đổ xuống em ạ. Đúng rồi, hay. Hay đấy, tôi thích rồi đấy. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ôi dồi, con gì kìa. Thần điêu đại hiệp anh em ạ. Wow. Bản mốt này lắm con dị thường vãi. Ê ê. Ê ê. Ôi ơi, anh ơi, cho em đi với. Ôi có toàn lộn quầy. Ây bây giờ mình bay được lên trên đấy cùng đó nhờ. Xịn vãi cả trưởng ấy. Nó bay mẹ rồi. Bay đi rồi anh em ạ. Ui ui con đéo gì đây. Ui 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 con đéo gì đây. Sâu anh em ạ. Thật là điên rồ. Cảm thấy hơi ghê đít ở đây. Ôi bên kia có cháy anh em ơi. Bên kia có cháy rất to kìa. Con này không chịu đáp xuống. Rồng lột. Trời đụ. Cái game này điên vãi. Cái mốt nó điên vãi cả trưởng. Tự nhiên mình thấy cháy. Hóa ra là có một con rồng đang khè lửa ở đây. Ôi trời. Chết luôn rồi. Ê, thịt.
Mình bị giết bởi một con rồng các bạn. Mình bị giết bởi một con rồng đấy. Wow, anh em biết vì sao mà mình có cái khói này không? Trong rừng này rất là lạnh, thế là mình phải thở ra khói đấy. Anh em thấy cái mốt này nó xịn chưa? Trong rừng lạnh đến nỗi mà mình thở được ra cả khói luôn. Đây người ta gọi là real life. Real life RL, mình không biết là từ RL nó viết tắt bởi cái gì, nhưng mình đoán là nó là của real life, là real life là thực tế. Minecraft thực tế. Và có cả con skeleton ở bên kia. Hiểu hiểu. Trong này thì chắc chắn là có zombie rồi. Mình vừa nghe tiếng của zombie xong nên đã bao giờ mình chui vào trong cái cảnh. Không bao giờ mình ngu mình chui vào đây làm gì. Mình lại tiếp tục thấy cháy. Có vẻ như lại có rồng ở đây rồi. Không biết là anh em có nghĩ giống mình không, nhưng mình nghĩ là kiểu gì có rồng ở đây đấy. Đây là cục gì đây? Chúng ta sẽ đặt nó ra đây. Wow. Ui, mẹ có rồng thật đấy các bạn. Đứng ở đây nhìn đã. Wow, mẹ rồng đen nó luôn. Vừa nãy chúng ta cũng còn rồng vàng, bây giờ là mình có rồng đen. Uầy, nó bay rồi. Nó bay rồi. Ngon. Ui, nó chưa bay đi đâu. Cẩn thận nhá, bây giờ mình phải đánh theo chiến thuật gọi là du kích. Mình muốn ra kia để lấy được cái hòn đồ của nó. Nhưng mà nó có bay lượn lờ bên đây thì lấy cái đéo được. Từ từ nhá, chúng ta sẽ phải bình tĩnh em ạ. Tại vì ở đây nó có hòn đồ mà. Ui dồi. Thế mà nó cũng nhìn ra mình được. Rồi ok, thì mình nghĩ là chắc video này mình sẽ kết thúc đây thôi. Và chúng ta gọi là chơi thử cái mod Minecraft điên rồ, hay người ta gọi là RL Craft. Và nếu anh em thấy thích cái mod này thì muốn mình chơi các tập tiếp theo để khám phá xem mà nó có những cái gì điên rồ hơn nữa, thì ok, để lại một like để ủng hộ mình nhé. Và đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 1 triệu người đăng ký. Và chắc chắn nếu anh em thích thì mình sẽ làm tập tiếp theo của cái mod điên rồ này. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.